Xin chào mọi người, đây là kênh Hàng Xóm Tây và mình là Lily và hôm nay có rất là nhiều các bạn ở đây. Xin chào, mình tên là Ngọc Ánh, đến từ Lào. Mình ở Việt Nam được 6 năm rồi. Xin chào, tôi tên là Dâu, nhờ qua Dâu Tây, Joseph. Tôi đến từ nước Mỹ, ở Việt Nam 5 năm rồi. Xin chào mọi người, mình là Chay, mình là người Texas, mình ở Việt Nam được 4 năm rưỡi rồi. Xin chào, mình tên là Nguyễn Khỏe Mạnh, mình đến từ Nhật Bản, mình sống ở Việt Nam 4 năm. Xin chào, mình tên là Paul, I'm from France, I've been in Vietnam for 2 years now. Và bây giờ chúng mình sẽ chia sẻ những trải nghiệm rất là thú vị khi bọn mình ở Việt Nam. Nói đến việc hẹn hò thì chị nhớ ra là ở Việt Nam là không được kiểu thể hiện cảm xúc ở ngoài đường. Ví dụ như là hôn nhau, ôm nhau là một cái là không được làm. Và các cụ sẽ nhìn hoặc là chửi, thậm chí là mắng. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhà. Đấy, còn nếu mà ở Nga thì các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy. Ví dụ đang ngồi nhà hàng, có thể có cặp đôi đang hôn nhau, thậm chí là French kiss luôn. Ôi trời ơi. Đấy, hoặc là thậm chí là đi ngoài đường, có thể người yêu kiểu vỗ vỗ mông người yêu mình là chuyện bình thường, có thể nhìn thấy ở Nga. Who's your daddy? For me, it's like the fact that Vietnamese people live with their parents for a very long time. I mean, I have some friends, they are 30 and they still live with their parents. These cultural things makes dating very difficult. You feel a bit like Cinderella, you know? Because I've dating some Vietnamese girl and every time it's like, oh! Oh my goodness! It's 11, time to bring you back home, Cinderella. Nghệ thuật đường phố, bước phá giới hạn, khơi nguồn sáng tạo, thể hiện chất tôi. Exciter 155 VVA, Master Art of Street, kiệt tác nghệ thuật đường phố. And that's something we really don't have in Europe or in the States, I guess. After you're 18, then you live on your exactly. own. Exactly. Yeah, you're very. So. And even if you still live with your parents, they're gonna let you go. But here, I mean, every time you can be sure that 11, the girl is gonna have a call from the parent. That's something good about Vietnam. Also, it's like families are very close. A weird thing, but a good thing at the same time. Yeah. Tức là Khỏe Mạnh thấy Việt Nam có rất nhiều cách chào, hỏi để chào hay là mời để chào, kiểu như là bạn đi đâu đấy, cái cô này cũng có thể kiểu trở thành chào, đúng không? Mà Khỏe Mạnh có một trải nghiệm là rất là nhớ nhất. Khỏe Mạnh thăm một nhà mà lúc đó thì gia đình Việt Nam đang ăn cơm, mà người ta nói là mời Khỏe Mạnh ăn cơm. Thực ra thì người ta chỉ nói là nó kiểu mời kiểu xã giao thôi, không mời thực sự. Nhưng mà Khỏe Mạnh tưởng là người ta đang mời nên là Khỏe Mạnh kiểu lấy ra ghế và ngồi. Cái mặt của gia đình nó kiểu thắc mắc, bối rối, ui sao lại kiểu văn hành kiểu ngồi ghế này. Nên là lúc đấy Khỏe Mạnh rất kinh ngạc là khi mà người ta mời thì là mình phải phân biệt kiểu người ta mời để kiểu mời thực sự hay không. Nói đến cái này thì chị nhớ ra là ở Việt Nam kiểu hay có những cái câu hỏi mà nó câu trả lời nó rất là rõ ràng. Ví dụ như là một người nào đấy về nhà nhá, xong mẹ hỏi mày về rồi đấy à, ở nước ngoài không có đâu nhá. Xong rồi ví dụ như là đến phòng tập gym chẳng hạn, mày đi đâu đấy? Hoặc là đến đây làm gì đấy? kiểu đấy. Đối với đất nước Nga riêng của chị thì chị thấy đấy là kiểu những cái câu hỏi mà bình thường ở Nga sẽ không hỏi. Hay ấn tượng là vì người Việt Nam tưởng mình là người Việt Nam. Và mình cũng không hiểu là do khuôn mặt bề ngoài mình giống người Việt Nam không, cũng không rõ nữa. Xong rồi như kiểu là khi đi ra ngoài, đi chợ mua đồ ok, không bị chặt chém rồi. Nhưng mà khi đi ra ngoài hỏi là cái này là cái gì? Xong rồi bị nói bảo cái này cũng không biết á. Khó tính, họ nói như vậy, nhưng mà người trẻ thì đỡ, nhưng mà đa số là người có tuổi tầm chú hoặc là tầm bác, tầm ông trở lên sẽ thường bị mắng. Và sao cái này cháu không biết, cháu không phải người Việt Nam. anh đã có một trường hợp như đó, bởi vì người lớn tuổi hoặc là người già chẳng hạn. Đúng rồi. Không nhận ra là tôi là người nước ngoài. Mình hỏi về đường, phố này ở đâu ạ? Thì họ bảo là mày bị điên à, phố bên kia mà. Đúng không? Chào xin lỗi. Đúng không? Bởi vì là đường phố kia là một đường, tất cả mọi người đương nhiên là biết vị trí của đường đó. Họ thề là người này bị ngu lắm nếu không biết là đường đó, đúng không? A lot of things that are kind of shocking for me. People in Texas are very, very polite. Yes sir, yes ma'am. And the one that's the most important that I learned growing up from very small is, maybe it sounds sexist, I hope it doesn't sound sexist, but men have to open doors for women.
Like, you never let a door shut on a woman. Something, anyone, really. Anyone, yeah, you let, you open the door for anyone. Yeah. You open the, I mean, like, there's like a... If you don't hold the door for somebody, anybody, man, you're gonna... Just the person behind you. It doesn't matter if it's a woman or a man, but like, a couple, it's always the man that opens the door. Yeah. And this is one thing that, like, I feel like a woman clutching her pearls, like when I see like a guy walk through a door and he lets the door slam on the girl and I'm like, what is happening? Is she going home with him? But I mean, it's, you know, it's just something that, like, I was raised with that. That was just something where, like, if I didn't hold the door for somebody, I got stabbed before, you know, like, so. That makes me think about something I was shocked also in Vietnam is like the queue. Oh my God. What's the queue? Like when you have to wait, for example, in line. And especially at the petrol, like at the gas station, every time I'm gonna like stick to the line and there's always gonna be someone just cutting the line. Yeah. Always. They're, damn, like if you do that in my country, everyone will be yelling at you. Lúc Khỏe Mạnh mới học tiếng Việt thì Khỏe Mạnh hay kiểu bị lẫn cái sữa chua và sửa chữa. Đi trên đường thì có rất nhiều kiểu quán để sửa xe máy đúng không? Nhưng mà lúc đấy thì Khỏe Mạnh nhắm là bán sữa chua là tiếng Việt thì nhìn chữ thì là giống nhau nhưng mà khi mà cái khắc thanh dấu thì mang một ý nghĩa khác hoàn toàn, nên là cái đấy lúc ban đầu thì Khỏe Mạnh cảm thấy rất là khó. Đối với mình thì mình cũng đã từng học tiếng Việt hồi ở bên Lào rồi. Nhưng mà hay nhầm với cái gì nhỉ? Có khuyến mại với cả khuyến mãi. Cái thứ hai là cảm ơn và cám ơn. Hỏi người Việt Nam nhưng mà chưa ai trả lời được là dùng cái nào. Nhưng mà họ bảo là dùng cái nào cũng được. Ừ, ok, cái nào cũng được. Thì thôi, dùng cảm ơn và khuyến mãi. Là khi mới học tiếng Việt đúng không? Thế là người Việt Nam rất là hữu ích. Giúp đỡ rất là thân thiện. Ví dụ là mình gọi một bánh mì mà không ăn thịt mà ăn chay luôn, mình chỉ hỏi là người nhân viên là cho em không thịt, thì cô ấy hỏi là em để lâu rồi, chắc là 5 năm rồi à. Đó là một điều giúp người ta là học tiếng Việt luôn. Đó là một điều rất là tích cực so với là ví dụ ở bên Mỹ, nếu một người mà nói tiếng Anh khá là bồi. Một số những cái hoạt activities nào đó thì người ta sẽ là mang họ hay là chửi họ. Thế á? Đúng rồi, đúng rồi. Em vừa ra nhưng mà tiếng Anh hơi kém rồi, em bị mắng. People are not helpful learning Vietnamese. I find it to be the opposite of his experience. I've stopped speaking Vietnamese to people. I tried to learn it for my first 2 years, and you try to speak with somebody and they just correct you the whole time. I say, vào đường, and they go, trên đường. And I go, okay, are we gonna have a conversation or are you just gonna correct every single thing that I say? I find reading it, writing it to be very easy. It's not a complicated language. I find the communication between people to be very difficult. That's my the opposite of you, sorry. Also, another thing I found difficult here is I'm gonna ask my friends, how do you say this in Vietnamese? And I'm gonna have three different answers for the same words. Like for toilets, last time I was like, how do you say toilets? And I have three different answers, and every time like Nha Vi Sinh and like what else? It's William Cool. Damn, I mean, so it's very complicated, yeah. On this. Mình mới bị nghiện ăn pháo câu à. Ví dụ pháo câu gà này, rất là tốt. Nếu bị hói á, không bị mỡ đâu, vừa mềm vừa cứng á, khá là hoàn hảo này. Còn theo mình thì mình thấy là món ăn Việt Nam thì cũng ăn ổn. Nhưng mà chỉ cái lạ là chắc là do khẩu vị của người Lào người ta hay ăn vị đậm. Cho nên là mình sang Việt Nam mình ăn mình cảm giác như kiểu chỉ có một vị thôi. Như kiểu là nó không có nhiều vị ngoài vị mặn hay là vị khác vào của Lào. Như kiểu ăn hay đủ là chua, cay, ngọt, mặn gồm cùng nhau thì ăn là nó sẽ rất là ngon. Hương vị của người Lào sẽ giống kiểu bên Sài Gòn. Nhưng mà ăn ở món ăn miền Bắc thì phải chế biến thêm một chút. Như kiểu là có khi bóp chanh vào, có khi thêm ớt vào. I was really surprised when I first arrived. It's like when you eat with Vietnamese people, there is no waste.
like for example for the fish, they're gonna eat the eye, they're gonna eat like the skin, they're gonna eat everything, just the bones, you just have the bones left at the end, which is so different from the French culture. Like we don't eat the skin much or the fat, we're gonna put that in the trash, you know. But another thing I like is like every time you ask Vietnamese people like something about the food, they're gonna tell you, oh, this is good for your eyes, this is good for your liver, this good is for good men. For that. Yeah. And so, yeah, good for men, like, oh yeah, eat this, it's good for you. And so what is it? Eat it, it's good for you. And you eat it, and then they say, yeah, this is a chicken testicle, that's just good for you. You know, so yeah, you eat some weird stuff, but it's fun. I mean, I like to experience new stuff. Đặc sản tắc đường Việt Nam không thể nào bằng đặc sản tắc đường ở Moscow nha, nên là không thể so sánh được. Ở Moscow mà muốn đi làm thì có khi là phải đi từ trước tầm 2-3 tiếng đồng hồ, bởi vì là tắc đường rất kinh khủng luôn. Bởi vì là rất là nhiều người về Moscow sống. Moscow bé hơn Hà Nội hiện tại, mà người ở đấy thì phải đến 15 triệu người. Nhìn chung tắc đường thì không ngạc nhiên gì. What's something that's really surprised me when I first arrived? Of course, you see the family of a family of 5 person on a motorbike. But what surprised me the most is you have the parents with the helmets and the 3 kids with no helmets. And I asked one time like, why you don't put helmet on your kid? It's because it's too heavy, it's bad for their neck. And like, do you realize that if you fell, there is no more neck? Crazy for me. Yeah. Quá khác luôn, siêu khác. Người mình rất là tiếc là văn hóa của nhậu ở Việt Nam. Mình học rất nhiều tiếng Việt khi ăn lẩu này chẳng hạn. Văn hóa ở bên Việt Nam nếu uống một mình không giấu với ai cả, cạn ly này, thì đó có nghĩa là đó là một người bị buồn này, là vô duyên chẳng hạn, đúng không? Đó là một điều khá là lạ với mình khi bắt đầu sang về Việt Nam. Cái rất là thú vị khi mà uống rượu với người Việt Nam thì cái kiểu lối chúc kiểu uống rượu, cái gì như là anh em ơi, anh em mình là cây gì đây, anh em mình là củ su hào, nó rất là thú vị. Mà Nhật Bản thì cũng có nhưng mà không phổ biến lắm, và nên là cái Khôi mày thấy đây là đặc trưng của Việt Nam khi uống rượu. In America, we cheers at the beginning of each glass, but here they cheers at the beginning of each drink. Like, you can't even take a drink without, like, you have to cheers. Yeah, yeah. And that I find to be exhausting. Yeah, I don't want everyone to look at me every time I just take a sip of beer. I want to take a sip of beer. I'm thirsty. And everyone's like, oh yeah, yeah, get everyone. I'm like, can I? I could have had my beer before everyone even paid attention. So. Và mình muốn cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia vào video ngày hôm nay. Và không biết là các bạn người xem có những trải nghiệm gì đặc biệt đối với các nước khác, các bạn nhớ comment ở dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và các bạn nhớ like, này, nhớ subscribe, này, nhớ comment này, và bấm share nữa. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở video sau nhé. Bye bye, bye, bye. Khỏe mạnh nghe chuyện của anh Paul thì khỏe mạnh cũng nhớ ra một điều. Thì khỏe mạnh rất là ngạc nhiên là cái ở Việt Nam thì xe máy có thể chở 3 người, 4 người, đúng không? Thì cái đấy rất là ngạc nhiên, tại vì ở Nhật Bản thì bình thường xe cúp thì là chỉ là một mình thôi. Còn những xe to thì tối đa là 2 người, đúng không?